Ok, quay đi em. Em thử bóc ra xem nào. Hàng về nha mọi người nha. Đây chắc của nó đây nè. Hàng đã về mọi người nha. Hàng về rất nhanh. Đây, đây là hàng của Trang này. Đấy. Đây là hàng của các bạn khác đặt này. Rất nhanh nha mọi người nhá. Hiện tại thì đây. Đồ shop pet. Đây là quần áo, giày dép của mọi người đặt hàng. Ok, chào mọi người nhá. Mình đang cầm phiếu xuất kho để đi xuất hàng cho cửa hàng kinh doanh thực phẩm dành shop pet dành cho chó mèo nhá, các sản phẩm cho chó mèo nhá. Và mình đã đến rồi. Hello. Bây giờ mình sẽ quay. Hello. Chào cô, chào em. Chào quay video nhá. Cho ta nhận hàng. Xe công ty mà. Ưu tiên. Trang nói gì đi em. Đâu mà không gặp, chào em. Chị à. Chị em à. Đây là em Miu Miu. Bé ơi, bé ơi. Đi yêu chưa? Bé ơi. Tại vì anh đang đây đây. Hay là bên từ đấy một, lên một từ đấy một đi. Mình phải sang đây để mình quay feedback thực tế mà. Trang cái thế này đâu tối về em đừng để đâu. Chất lên đỉnh à. Em ngủ trên không à. À. Còn là đêm bay mà. Thế nó nhớ trả tiền cho chị nhá. Bạn nào mà có chó mèo thì nhớ mang chó mèo ra đây nhá. Live stream luôn. Không phải live stream, quay thôi. Địa chỉ là bao nhiêu nhỉ? 267 à? Tổng ở đây. Có điện thoại đây nhá. Lát nữa mình sẽ gắn thẻ vào cho các bạn. Lát nữa mình gắn thẻ cả Facebook của shop này vào cho các bạn nha. Cả spa luôn. Xịn sò thật sự. Nào, em ơi, chào đi. Chào Nguyệt đấy. Chào Nguyệt. Niếm à? Trời ơi, mày niếm tao mà mày chết chứ mày sống làm sao được. Đường quay nó mà xấu xí này thì. Wow, thú nó bảo sao nhiều nhỉ? Thì em đặt gì em lại kêu nhiều à? Nó ít thì để check thì sao sao lại ít thế? Đấy. Nhiều đồ không các bạn? Các bạn vào đây sao không mua sắm nhá. Ok. Để cho tí để lấy phiếu cho hàng á. Mình khổ lắm các bạn ạ, bây giờ đang chuyên đi review đây. Này, em yêu cầm tại vì cái đơn bình thường bọn chị á, lúc in ra là các bạn đã thanh toán hết rồi thì đến tận thanh toán này còn lại nó chỉ là không thôi, nhưng mà người nhà nên là đến lúc các bạn phải sửa đơn. Đây. Còn lại là tự như này. Còn lại là 2.971.000 bỏ cái đơn này. Bỏ cái đơn này thôi. Phí vận chuyển là 1.000.000. Đấy, tính hết rồi. Chị trả lại cho người ta một cái. Tầm mấy trăm thôi. Thơm nhỉ. Chủ shop tên là gì hả em? Em tên là gì? Tên shop là được rồi. Thôi, thôi em nói tên em đi để còn giới thiệu Trang, đến lúc Trang. Các bạn... Trang. Chị nhớ là em có hai cái cơ mà. HPTC là. Đâu? Dịu HPTC là. À, tài khoản, email của bạn ấy. Không ý biết rồi mà HPTC là. À, bạn ấy trước học ở trường Học viện Tài chính. Cùng trường. Cùng trường đúng không? À, thôi chết tôi rồi. Cùng trường mới hỏi. Trường mốt mà chưa cầm được chưa 3 thì nó luôn là 3. Đây nha, hàng. Úi giời, cái bét hết nhà các bạn ạ. Cho vào nhà tí nhá. Em phải quay anh ạ. Em thấy có nhiều cái xinh lắm. Đưa tiền cho chị. Ờ, đưa cho anh được. Thôi, anh ở đây để anh cầm. Ừ. Chị đang bận một chút. Nhiều quá. À, bên kia người ta hỏi em là em có lấy cát không? Công. À, không nhưng mà bên kia đó bảo là đi càng công càng rẻ. Em không công. À không công được. Ờ à, đúng rồi. Tại vì chắc là bên kia nó thấy mình lấy nhiều quá. Lấy ít đấy. À ừ, đúng rồi, mới đầu thì nó chỉ nghĩ là mình mua về cho chó mèo nhà mình thôi. À đấy à.
xong mình cũng nói thẳng luôn là mình mua về để bán hàng nên mới nói chuyện với nó để nó giảm giá được mà. Có cao không? Là bao nhiêu? Đủ hết chưa? Đủ hết rồi. Chị xem có thừa. Ký đi cho chị một cái tờ này chị mang về. Anh đấy thôi em, nó xem là tiền bao nhiêu? Đấy thôi, em có bút đấy. À đây, có bút đấy. Đấy, chả kịp nói gì. Ok. Thôi nhá, các bạn có ủng hộ em thì qua đây nhá. Mình mỏi hết cả cổ rồi. Ok, cảm ơn em. Bye bye nhá.